Việt Nam New Zealand phấn đấu đạt kim ngạch 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Đó là nhận định chung tại kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp về kinh tế thương mại Việt Nam New Zealand GTEC do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Thương mại New Zealand tổ chức mới đây. Tại kỳ họp, hai bên đã rà soát tình hình hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, du lịch, hàng không, lao động. Hai bên đánh giá cao nỗ lực và sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ ngành trong việc triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Hoan nghênh việc hoàn tất quá trình mở cửa thị trường đối với nông sản chanh, bưởi của Việt Nam, bí, dâu tây New Zealand khi thâm nhập vào thị trường của nhau. Để đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, bên cạnh hợp tác song phương, hai bên cũng trao đổi một số vấn đề hợp tác trong khuôn khổ đa phương, nhất trí phối hợp chặt chẽ, tận dụng lợi thế, thúc đẩy giao thương, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các hiệp định thương mại mà hai nước cũng là thành viên như CPTPP, RCEP, AANZFTA, APEC, v.v.